What's up? Xin chào 500 anh em. Hôm nay mình sẽ cùng mở hộp và trình tay nhanh cho anh em hai con chuột đến từ Fantech. Vì sao mà hôm nay mình sẽ mở hộp luôn một lúc hai con? Tại vì hai con này có rất là nhiều điểm tương đồng và nó chỉ khác nhau ở một cái chỗ, đó là một con thì dùng để cho tay phải, tức là cùng thể học, và một con thì dùng đối xứng. Ok, mình sẽ cùng mở hộp hai con này cho các bạn coi nhé. Let's go. Ok, mình sẽ đi mở hộp hai con chuột này. Đầu tiên vì con này nó sẽ có một cái miếng dán ở đây để mà giữ cho cái nắp hộp không bị bật ra. Ngoài ra thì khi mở hộp ra thì chúng ta sẽ thể nhìn thấy ở phía bên trong là nó sẽ có một cái lớp nhựa trong suốt bọc lấy con chuột để con chuột không bị rơi ra, và đồng thời chúng ta vẫn có thể nhìn thấy bên trong là hình dáng con chuột nó như thế nào. Thì các cái con từ Fantech X4, X5, X6 thì nó đều có thiết kế hộp như vậy hết. Rồi mình sẽ nhìn qua bên cạnh trái một chút, chúng ta sẽ có một số cái thông tin của con chuột, ví dụ như là 4800 dpi, mắt tập quang, dây 1.8m, bọc dù, và có tăng độ nặng cũng như là điều chỉnh được các phím multimedia, một số các cái từ nữa, nó rất là nhiều. Rồi mình sẽ mở hộp luôn. Đó, ở phía bên trong này chúng ta sẽ có một cái khay nhựa nữa để đựng vào này. Lật ra thì chúng ta sẽ có con chuột nằm phía bên trong. Đây một em. Ok, đây chính là hai con chuột Fantech X4 và con Fantech X5. Thì bên tay phải của mình đây chính là con Fantech X4 và bên tay trái là con Fantech X5. Thì các bạn có thấy là cái con Fantech X4 đầu tiên mình nhìn vào là nó sẽ có cái thân hình khá là bóng bẩy như thế này. Đó. Còn riêng con Fantech X5 thì lại là cái thiết kế nhựa nhám. Ở trong một số các con chuột hiện nay thì nó thường thiên theo thiết kế kiểu nhựa nhám như thế này. Tuy nhiên thì mình vẫn thích cái kiểu bóng bẩy của con X4 hơn. Bởi vì sao? Bởi vì như vậy thì nó sẽ đỡ bám mồ hôi vân tay. Còn riêng những cái con mà nhựa nhám như thế này thì rất là dễ bám mồ hôi vân tay. Tí nữa mình sẽ thử cho các bạn coi. Rồi về cái kiểu dáng của con chuột Fantech X5 này thì nó sẽ là cuộc kiểu dáng đối xứng, tức là tay trái hay tay phải đều có thể cầm được một cách dễ dàng. Khi mình để xuống là mình có thể cầm được ngay và không có cảm giác bất kỳ vướng víu nào, tại vì nó là thuộc dạng dành cho cả hai tay đều hết. Và nó có thiết kế khá là nhỏ gọn, nhỏ dạng như là những cái con chuột văn phòng vậy, nên khi bạn cầm thì không có dư đâu quá nhiều, thích hợp với những cái kiểu cầm claw hoặc là kiểu cầm fingertip hoặc là claw. Đó. Còn về cái con X4, cái X4 này thì nó sẽ có theo thiết kế cùng đáy học nghiêng về phía thuận tay phải, tức là các bạn có thể thấy là nó sẽ hơi cong nhẹ vào phía bên tay phải một chút. Và như vậy thì khi bạn cầm tay phải vào thì nó sẽ rất là thoải mái. Và đặc biệt là vì con này là sử dụng công thái học cho thuận tay phải, cho nên các bạn yên tâm là hầu hết chúng ta đều dùng chuột tay phải, cho nên cầm nó rất là thoải mái rồi. Cả hai đều sẽ có hai cái nút bên cạnh sườn như thế này. Và nó hai cái nút này mình có thể điều chỉnh thành bất kỳ nút nào mà mình muốn. Riêng con X4 này thì cái nút của nó sẽ hơi to một chút, khi mình bấm thì có cảm giác nảy hơn. Và con X5 thì nút nó sẽ khá là nhỏ. Đó. Và có lẽ như là mình bấm nó không được thuận tiện cho lắm bằng con X4, thì nó hơi với một chút. Riêng con X5 thì mình bấm rất là thoải mái. Mình sẽ nói riêng con X4 thì mình bấm rất là thoải mái. Và dây cáp của hai con này thì đều được bọc dù rất là chắc chắn, và hai đầu dây đều có cục để chống bụi, chống bẩn. Đó. Và hai dây cáp của con này thì khá là dài, 1.8m lận, nên các bạn yên tâm. Và cái con lăn của con này thì đều được sử dụng màu đỏ làm chủ đạo, tức là nó sẽ là một cái điểm nhấn của con chuột. Đó là cái con lăn này, màu đỏ cực kỳ nổi bật. Và cái con lăn này thì mình thấy thiết kế khá là bắt mắt, với cái vân kiểu như vân kim loại như thế này thì khi mình lăn thì có cảm giác rất là deep bay, sướng. Đó. Tuy nhiên thì răng của nó không được trơn tru cho lắm, nhưng mà có cảm giác dịch, tức là nó hơi khựng khựng lại, có cảm giác rất là sướng tay. Và hai con đều có hai cái nút DPI điều chỉnh tăng giảm DPI ở trên này. Hai con đều giống y chang nhau về cái phần các cái nút như này. Và đặc biệt là cái con X5 này thì nó sẽ thiết kế nhám, cho nên là nó sẽ hơi bám vân tay mồ hôi một chút.
khi mà các bạn sử dụng một thời gian thì nó sẽ có bám mồ hôi vân tay khá là nhiều. Còn riêng con X4 này thì khi mình bám mồ hôi vân tay mình chỉ cần chùi nhẹ đi cái là nó sẽ bay hết, tại vì nó là bóng mà. Còn về cái phần đế thì hai con này đều có phần đế tương tự, khá là tương tự như nhau, thì nó đều có hai miếng nhỏ phía trên và một miếng lớn ở phía dưới. Mắt đọc của con này đều sử dụng mắt đọc quang và có DPI lên tới 4800 hỗ trợ, rất là tốt cho các game thủ rồi, các bạn yên tâm. Về cái clip, mình nghĩ thì cái clip của hai con này cũng khá là đồng đều. Tuy nhiên thì cái con X5 thì cho cảm giác clip đều hơn, còn con X4 thì nó lại cho cảm giác là clip trái là sẽ nhẹ hơn và clip phải nó sẽ hơi nặng lên một chút. Đó, có lẽ là do cái thiết kế của nó là công đại học cho nên nó sẽ như vậy. Ok, về cái phần đèn led thì sao, bây giờ mình sẽ cho các bạn cùng xem cái phần đèn led của con này. Ok, sau khi mình tắt đèn đi và cắm hai con chuột này vào trong máy tính của mình thì các bạn đã thấy nó lên đèn led rất là đẹp. Và cái con phần X5 thì nó sẽ là hai dải đèn, một dải đèn led nối liền từ bên trái chạy qua bên phải như thế này. Đó, nó sẽ chạy vòng qua clip và chạy vòng bên kia. Đó, con này nó sẽ là một dải đèn led nối liền như vậy. Vì sao con này nó gọi là running chroma mà không phải là led RGB? Tại vì nó sẽ có một duy nhất cái chế độ đèn led, đó là chạy theo đủ 7 màu, một chạy theo sườn như thế này thôi, chứ nó không thể thay đổi chế độ được nha các bạn, không thể thay đổi được, cho nên vì thế nó chỉ gọi là running RGB thôi chứ không phải là led RGB chính thức, tức là không có chỉnh led được. Và cái phần DPI thì nó sẽ thay đổi màu theo DPI, tức là khi mà mình bấm DPI thì nó sẽ đổi màu tùy vào cái mức DPI mình đã đặt là bao nhiêu. Cái này mình có thể tùy chỉnh trong phần mềm. Và cái con tương tự như vậy thì con X4 cũng thế, nhưng mà cái đèn led của nó sẽ là chia làm hai dải, một dải bên trái và một dải bên phải nằm chất lên phía trên một chút như thế này. Thì con này có cái kiểu dáng gần như là mình nhìn thấy giống như là con Razer Mamba thì phải. Đó, nó dạng như vậy và nó thêm một cái hiệu ứng chạy chroma rất là đẹp. Mình cũng thích cái kiểu như thế này. Riêng cái con X5 thì nhìn có vẻ là sáng hơn phía chân, nhìn có vẻ ấn tượng hơn. Còn con X6 này nhìn ở phía trên thì do mình cầm tay vào á, thì khi mình cầm tay vào thì nó sẽ không che đi các cái dải đèn led ở hai bên. Sẽ như thế này, thì mình cầm vào nó sẽ không che đi mà nó vẫn lộ ra đèn led rất là đẹp, rất là nhìn từ bên phải cho đi. Đó. Và cả hai con đều có thể dùng phần mềm để mình đổi các cái mức độ DPI cũng như là điều chỉnh các nút. Thì cái phần mềm của nó khá là đơn giản thôi, cũng như là nó hỗ trợ luôn cả macro luôn. Đó là những cái gì mà nổi bật nhất của con này. Con chuột Fantech X4 và X5 này. Nếu các bạn muốn tham khảo giá bán cũng như là các cái chế độ bảo hành hay là các thông tin thêm về con chuột này thì các bạn có thể click vào link phía dưới phần mô tả. Đó, thì con hai con này khoảng tầm hơn 300.000 một xíu thôi. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe giúp mình. Các bạn đó chính là những động lực để cho mình tiếp tục làm video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video khác. Bye bye.